chính tay họ đã phải tách động mạch tĩnh mạch chủ và phần cột sống nối đến phần cổ của nó để có thể nối đầu nó vào cơ thể con chó còn lại. Bất ngờ là chú chó hai đầu đã có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường. 5 động vật đột biến từ phòng nghiên cứu. Xin chào các bạn, lại là Em Đi Thân Thương đây. Hãy theo bánh xèo để kết thúc không bao giờ nghèo nhé. Các bạn thân mến, khoa học và đạo lý luôn luôn là hai phạm trù có sự mâu thuẫn nhất định. Có một sự thật phũ phàng mà ai cũng phải thừa nhận là hầu hết những công trình được cho là đi ngược lại quy luật đạo lý là dẫn đến các thành tựu lỗi lạc trên nhiều khía cạnh như là y học, sinh học, tâm lý học và cả di truyền học. Lịch sử y học đã chứng kiến rất nhiều những thí nghiệm có phần đáng sợ mà không phải ai cũng biết. Hôm nay, Bánh Xèo sẽ cùng các bạn tìm hiểu 5 sinh vật kỳ dị từ phòng nghiên cứu nhé. 1. Sản phẩm Chimera. Cách đây trên 120 năm, trong tác phẩm khoa học viễn tưởng The Island of Dr. Maria, tác phẩm người Anh đã đề cập đến sản phẩm nửa người nửa thú, người đã cố gắng chứng minh mối quan hệ tiến hóa gần gũi giữa con người với loài linh trưởng khác bằng cách tạo ra một con vật lai giữa người và thú, cho thụ tinh, tinh trùng của loài tinh tinh với tinh trùng người. Thậm chí Ivano còn cố gắng ghép buồng trứng của một phụ nữ và một con tinh tinh có tên là Nora, nhưng con vật này đã chết trước khi có thể thụ thai. Tuy thất bại, Inveno vẫn không nản chí, quyết định chiêu sinh nam phụ nữ Liên Xô tình nguyện làm người mang thai. Đáng tiếc, người cha tương lai này đã chết vì xuất huyết não trước khi có thể tham gia dự án này. Sau 100 năm trôi qua, đầu năm 2017 mới đây, trên tạp chí Cell của Mỹ đã công bố nghiên cứu của Viện Sạc California lai tạo thành công phôi thai đầu tiên giữa người và lợn. Tuy gây nhiều rắc rối, nhưng có người lại cho rằng đây là bước tiến, tạo ra những kho nội tạng phong phú để cung cấp vật liệu cấy ghép cho con người, khắc phục tình trạng khan hiếm nội tạng và chữa nhiều loại bệnh như đái tháo đường, suy giảm trí nhớ hay là suy thận. Do tranh cãi nên tại nhiều quốc gia như Mỹ tuyên bố không bao giờ tài trợ cho bất cứ dự án nào cho dạng đề tài này, đồng thời hứa giám sát chặt các thử nghiệm cấy tế bào gốc người vào phôi thai động vật. 2. Chó hai đầu. Sinh ra vào năm 1918, ngay sau thời điểm diễn ra cách mạng Nga, Vladimir Demikhov là một nhà khoa học chuyên nghiên cứu về cấy ghép cơ quan trên động vật từ những năm 1930-1960. Mặc dù nay ông được ca ngợi là một trong những tên tuổi tiên phong khá lỗi lạc, nhưng những thí nghiệm kinh hoàng của ông đối với chó đã vô tình để lại một vết nhơ khó xóa. Một trong số đó là nỗ lực cố gắng kết hợp hai chú chó vào làm một. Các phẫu thuật của ông thực hiện bằng cách khâu phần đầu của chú chó 9 tuổi vào cơ thể của một con chó khác lớn hơn. Được biết, trước đó chính tay họ đã phải tách động mạch tĩnh mạch chủ và phần cột sống nối đến phần cổ của nó để có thể nối đầu nó vào cơ thể con chó còn lại. Bất ngờ là chú chó hai đầu đã có thể ăn uống và sinh hoạt bình thường, mặc dù chỉ 4 ngày sau chúng đã chết. Tuy nhiên, điều đáng nói và ghê sợ ở đây là Demikhov vẫn tiếp tục tiến hành thêm nhiều thí nghiệm tương tự nữa trên nhiều con chó khác nhau. Dù rằng thí nghiệm trên muôn phần kinh dị, nó vẫn cho ta những kiến thức vô giá về ngành nghiên cứu cấy ghép nội tạng. Demikhov đã là người đầu tiên thành công trong việc cấy ghép phổi và tim cho động vật, tạo nên những thí nghiệm dẫn đường cho những nghiên cứu sau này trên người, dẫn ta tới một kỷ nguyên mới của toàn bộ y học. 3. Chuột mọc tai người. Hơn 20 năm trước, các nhà nghiên cứu y khoa của trường đại học Harvard là John Seth và Charlotte Vanka đã dẫn đầu một nhóm nghiên cứu trồng thành công một mảnh sụn tai người trên lưng một con chuột thí nghiệm. Thí nghiệm này sử dụng một khuôn hình cái tai chứa đầy các tế bào sụn của một con bò. Đầu tiên, cái tai được đặt trong lòng ấp và khi nó lớn lên thì được cấy vào cơ thể của một con chuột trụi lông, tức là một loài chuột thí nghiệm đặc biệt bị đột biến di truyền do một cơ quan tuyến ức bị thoái hóa gây ức chế hệ miễn dịch của nó và khả năng loại bỏ các môn ngoại lai. Việc thiếu hụt miễn dịch là một điều quan trọng trong dự án khi con chuột sẽ không từ chối những tế bào sụn bò được cấy lên người. Vai trò của con chuột trong thí nghiệm này như một nguồn cung cấp năng lượng để tế bào sụn bò có thể phát triển. Con chuột với cái tai người trên lưng là một trong những thí nghiệm kỳ quặc nhất được biết đến từ trước đến nay. 4. Dê lai với nhện. Không có gì tẻ nhạt bằng việc thu hoạch tờ nhện. Đầu tiên, nhện thường rất nhỏ nên một nhân viên phòng thí nghiệm sẽ phải nhặt nhạnh tơ của hàng ngàn cá thể mới có thể lấp đầy một ống thí nghiệm. Thứ hai, nhện cực kỳ có tính lãnh thổ, vì vậy mỗi cá thể sẽ phải cách ly với những con khác chứ không thể nhốt chung vào một lồng. Vậy phải làm sao? Chà, chỉ cần cấy ghép gen tạo tơ của con nhện vào bộ gen của một loài động vật khác dễ điều khiển hơn, như một con dê chẳng hạn. Nó chính xác là những gì các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Wimin đã tiến hành vào năm 2010, cho ra kết quả là một đàn dê cái sản xuất sữa có chứa tơ. Những người tham gia nghiên cứu khẳng định đàn dê vẫn hoàn toàn bình thường Vậy nên đừng ngạc nhiên nếu một ngày bạn đến thăm bang Wimin và thấy một con dê Arona đang treo lơ lửng dưới vách đá. Tuy vậy, chỉ có một phần nhỏ những con dê được cấy ghép gen thành công vì tỷ lệ thất bại cao. Hiện tại tỷ lệ thành công là dưới 50%. Lượng sữa thu được từ những con dê này sau đó sẽ được thanh lọc thành protein tơ nhện để sản xuất. 5. Gà thông lông. Gà trụi lông là một biến thể gà được lai tạo có nguồn gốc từ Đại học Gia Thái ở Israel. Một số sinh viên đã sốc khi lần đầu tiên nhìn thấy con vật này. Đây là giống gà tròn trụi, không lông. Nó giống hệt con gà bình thường ngoại trừ việc nó không có lông. Hơn nữa, những con gà này sẽ phát triển rất nhanh chóng vì nó không cần tốn năng lượng để mọc lông. Gà trụi lông sẽ dễ dàng sống thoải mái và người nuôi không phải tốn nhiều tiền trang bị hệ thống làm mát ở các trang trại. Mục đích của họ là tạo ra giống gà tiện lợi và hiệu quả, có thể tiết kiệm được khoản tiền trang bị hệ thống làm mát ở những nước nhiệt đới. Vì nó không có lông nên sẽ tiết kiệm một khoản chi phí kha khá ở các nhà máy chế biến. Ngoài ra, mọi dinh dưỡng con gà ăn sẽ được chuyển hóa thành thịt, không phải chi cho việc mọc lông, vì thế gà sẽ lớn nhanh hơn. Lai tạo giữa một giống gà thường và một giống gà đặc biệt trùi lông ở cổ. Chúng sống rất thoải mái ở vùng có khí hậu nóng. Việc không có lông sẽ giúp cơ thể mát mẻ hơn khi nhiệt độ tăng cao. Việc không cần đầu tư hệ thống làm mát chuồng trại sẽ giúp các chủ trang trại ít tốn vốn hơn, và do đó giá gà bán ra thị trường sẽ ổn định ở mức vừa phải. Tuy nhiên, giống gà này khi lai tạo cũng vấp phải các ý kiến phản đối. Những chuyên gia về gia cầm phản đối nghiên cứu này vì cho rằng một con gà không lông sẽ khó mà có sức khỏe tốt. Con đực khi trụi lông sẽ không đạp mái được vì nó không thể vỗ cánh để giữ thăng bằng khi leo lên lưng con gà mái. Bên cạnh đó, gà trụi lông dễ bị các bệnh về da, ký sinh trùng dễ tấn công gà hơn. Muỗi có thể thoải mái hút máu đàn gà và da gà cũng dễ bị cháy nắng. Ngày nay, chúng ta đang trải nghiệm một cuộc sống văn minh với rất nhiều sản phẩm hiện đại như là dược phẩm, mỹ phẩm hay là các dược liệu làm đẹp. Nhưng ít ai biết rằng để có những mỹ phẩm hay là dược phẩm mà chúng ta đang sử dụng, hàng triệu loài động vật như chuột, thỏ, khỉ, chó đã phải đánh đổi mạng sống của mình nhiều cách đau đớn khác nhau. Chúng bị lôi ra để làm vật thí nghiệm để rồi có những đột biến và những chuyện rất là bi thương. Cảm giác của các bạn sau khi xem xong như thế nào hãy comment cho mình biết nhé. Đừng quên like, share video, subscribe và nhấn chuông cho chị để được nhận thông báo mỗi khi có video mới nhất nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Bye bye.